trên màn hình hiện tại là một chiếc sập gỗ Ngũ Phúc 1m8 2m và nho cỏ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là 10 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2019. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sập Ngũ Phúc 1m8 2m, giá đục nho cổ chân 22, dạ là 18, phần khuôn mặt là 7. Đây là tổng thể của bộ sập. Đi xem, tôi đang quay thì ưu cầu một khách hàng tại Hà Nội. Đây là tổng thể của bộ sập này. Tôi sẽ lướt chi tiết hơn. Đây là phần chân tiền bên trái. Chân này thì được đục cả tung lọc, có rơi ngậm đồng tiền. Tiếp theo là những phần triện, triện rất là nhau, rất là khỏe khoắn. Đây là một chú rơi ngậm đồng tiền này, hai chú sóc cài nhỏ. Phần khoang giữa thì có hoa mai đây, và cũng một chú rơi nữa, năm chú rơi thì gọi là Ngũ Phúc. Đây là phần chân tiền bên phải. Đó là toàn bộ phần là quay trước. Đây còn tôi quay đến vai ngang bên phải nhé. Phần vai ngang này cũng đục chạm rất là đẹp. Để chân hậu đây, về ngoài đây. Tiếp theo tôi sẽ quay đến phần vai ngang bên trái để cho khách hàng có thể hình dung được tổng thể bộ trang. Đây là phần quay ngang bên trái đây. Đây, một góc máy khác của chiếc sập Ngũ Phúc. Tôi quay bằng góc nghiêng. Đấy, rất là đồ sộ nhé. Quay góc máy thấp hơn như này thì có thể là hình dáng của chiếc sập. Đấy, tôi quay nhiều góc máy. Đây là góc ngang chúng ta hay nhìn nhiều nhất. Đây, đứng trực diện là nhìn được chiếc sập đây. Đây, góc máy rất là đẹp, nhìn chiếc sập thì cực kỳ là đồ sộ luôn. Đây là phần bán mặt này. Đây, phần này là chúng tôi để có ngót nhé, khi chúng tôi để có ngót tự nhiên khi chúng dồn là thì nó sẽ kín nào. Đây là toàn bộ phần bán mặt đây. Đó, những phần quay gần hơn thì mới thấy được vân gỗ vụ đây này. Quý vị nhá, đây là vân gỗ vụ nhá. Đó, bởi vì ánh sáng nó, tôi đang quay trực tiếp và ánh sáng đây nó hơi bị lóe vào, quý vị nhìn vân rất khó. Đây, cái trước này. Đây, này là chúng tôi dồn vào là nó sẽ kín lại. Chúng tôi để có ngót tự nhiên, nó không gắn keo. Rồi đó, tôi đã quay toàn bộ tổng thể nó cũng như chi tiết của chiếc sập rồi. Để tham khảo rồi. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 51086, website đồ gỗ tùng 8.com. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.